cả nhà. Chỗ này ấp Vĩnh Hòa, ấp Vĩnh Hòa, xã An Vĩnh Ngãi, thành phố Tân An. Cái xã này là xã chỗ ở của anh Hùng một muối á. Bữa nay ảnh điện nhóm tụi mình chạy lên đây, anh nói có chú lợm nào á, ở sau nhà chú có phát hiện một con rắn, cho nên mấy anh em mình bữa nay mới chạy lên. Trước mặt mình là anh Giang với anh Lít, còn ở trước nữa là anh Nhanh với cái anh dì bạn của anh Hùng, người địa phương ở đây đang dẫn mình tới cái chỗ phát hiện rắn. Cà pháo. Giờ đi bên đây trước đây, lát không nhìn đi, có đi nếu bản đi qua được thì mình đi bản. Đi bản. Ừ, thì giờ mình đi đây đi, lát mới dọc nó lên. Chào cả nhà. Nay anh với em mình đi săn rắn nha cả nhà, săn bắt nha. Đi săn. Chào cả nhà. Lít với mấy anh ở sao anh Nhanh với 4-5 anh nữa ở địa phương đây. Chỗ này cái vuông nhà của Dượng Năm, hồi nãy anh Hùng kêu bằng Dượng. Có dưới mấy cái chân tường á. Hỏng. Hỏng chân hả? Thì mấy chỗ này mấy bước rồi. Vậy là nếu nó có nó kích vô mấy cái chân tường đó. Vậy qua bển rồi. Đây Năm dẫn vô rồi. Bên đây vài người, bảy vài người hay sao? Chi có gì tôi nó kêu. Ông nói bự không? Bự lắm, ông nói cái bắp tay của ổng mà, cái bắp tay của ổng nghĩ cỡ nào. Cỡ chai nữa anh ạ. Còn cái con đập chết là ở đây luôn hả? Con đập chết là cứ nhanh trên nhanh. Mà chứ không phải ở đây hả? Không. Bữa con nó mấy ký anh Nhanh? Con khi hè. Mình làm gì ạ? Kho tiêu à? Cô mấy ổng hầm xả, tôi đi ăn dỗ. Cho ông anh ổng lấy cái mặt con uống. Bữa giờ mình chia cái hay sao? Này dắt hả? Bên nó không có đường qua hả? Muốn đi phải đi vòng qua. Thì cái ngôi của anh mày tới ngay chỗ cây dừa đó đó. Ôi. Cái này hy vọng bên đó đó. Đó, cái clip dừa bên đó đó. Ừ, đường này nè, đường hàng chứng hàng rào đây nè. Chứ ở đây thấp lắm. Cái mí nước nè, với cái mí đất. Nó thấp. Mấy bà tường kìa nó hổm là kìa. Ừ. Chủ yếu là mấy cái đường đó. Bụng. Tại vì ở đây là nó chung là nó chạy tới luôn, tao thấy nhiều lần lắm rồi. Mà bữa Dương Năm ông nói đi thấy đen thù lùi, ông không dám bằng cỏ, mới điện tôi lên á. Ông làm bằng cỏ tới đó rồi, ông qua thấy quả không bỏ quả mặt luôn. Đây có lá mướp rồi sẵn nè, hai lá mướp đi anh Hùng. Nói gì mướp non gì bên hông nè. Tại giờ pháo tôi hai con nổ rồi, tôi cờ thay vậy hai sao nổ. Mình hai ba bán có 10 ngàn. Có 10 ngàn, ngày lúc trước ba được 10 ngàn, nó biết lúc này được nhiêu à. Bà nói 10 ngàn kìa. Bà kiếm đem 10 gửi, bà bán cho. Này là gì dưới chân nó không ngon lắm luôn á mà, được kiếm nổi không à. Này có cái hàng dễ ăn lắm à. Cái địa hình này ở đây thấp quá. Thì cái miếng đất với cái miếng nước nó miếng đất nó gần bằng miếng nước luôn. Cho nên cái con chuột mà nó đào xuống á, nó sẽ đụng nước, nó không có đào nữa. Có nghĩa là những cái nền thấp này không có hang. Rắn nó không thể nào mà tìm được con rắn ở trong hang được. Chỉ hy vọng ở bên cái vuông bên đó đó. Bên đó nó hơi cao, có cái lít dừa nó cao.
Sao thấy mà nó nằm đây mà đi đường nào? Hết ra lỗ này nè. Nha. Mới vừa thì vừa dập ra thấy cái mục tiêu. Vậy nãy em lại đứng đây là ngon rồi. Nãy em tính lại đây nè. Sẽ hết con hổ hành hả? Ừ. Bự không? Cái vuông bên kia kìa là phát hiện rắn. Còn vuông bên đây là nó cách nhau một cái bức tường. Cái bức tường nó có những cái bọng hang vậy nè, thông nhau. Chú mà đậu cái tấm đàn lên ghê không? Mạnh ghê không? Không thấy manh mối. Thì giặt thôi chứ giờ nó đây thì đã mình thấy nó khắp rồi. Lít lít thọt tay vô lấy cái đèn kia cái bên góc bên đó đó, đèn của ngàn á. Giờ mình giờ nó đây là hang chắc không có rồi, giờ mình dạch dưới mấy cái đống dừa nè. Có hè hả? Không có, năm lấn cái này là vượt lại lên. Chị cống tưới đó kìa nhanh. Dưới không? Có nhậu dữ rồi. Có hết nhậu dữ không? Cái bữa đó con cũng về luôn chứ, con như năm về luôn con đưa. Hậu với lại thằng ấy Sinh Thành là thích tối luôn mà. Vì là mấy nó còn lại với con, lúc con chở như bãi lên xe là con cũng giọt luôn. Mà con giọt là con giọt lên đi trên thằng Thanh đó chứ. Con đã làm cái cũng mau mấy chiếc chai nữa. Cái đó uống cả đúng rồi đó, trời luôn. Qua cái bình đúng luôn. Tấm hành nước lẹ cái dậu lại là khó luôn. Giờ giờ mong chạy giờ mấy đó mới vừa thôi. Ổng ổng có được như vậy nha. Ổng à. Trống mà thấy lọc ra hả chú? Trống là mấy có hy vọng có hàng á. Còn không? Đây nè, lớp da nè. Chết luôn.
Mượn tay à? Có cục thịt nằm đây nè. Mấy cục luôn chứ bán cục á. Mấy cục luôn mà. Bao cục luôn á. Hai bà lậu được á. Đâu, đứng đây coi. Qua đứng bên kia chồng đi. Gần nữa nha Lâm Ngọ. Đó, ngay tay, ngay tay. Đâu? Cái gì? Cái gì? Đó. Đâu. Rắn quá. Thôi, nó coi cái tai bươi. Đâu con gì rắn gì vậy? Con hổ. Đó. Đó. Đen thui luôn. Ôi nó bự thổ luôn. Đen thui luôn. Trời bươi ngay luôn. Ôi ơi nó bự. Ghi mấy á? Lấy cây dao, cây. Giá sao vậy? Trời bươi ngay đó luôn. Bươi ngay luôn không thấy hả? Nó bụng lét mà. Ôi nó bự dữ ta. Trời ơi. Ký rưỡi á. Trời nó bươi ngay đó luôn. Rồi anh Hùng đứng ngoài anh thấy hay ta? Tại thấy nó nhức kêu nó nhúc nhích. Không thấy là bò quào nó luôn rồi. Tao thấy tắm nó bươi tao còn rung. Má quỷ, tôi bươi ngay này, tắm nó kêu tôi ra chỗ kia nhịn đi, tôi không thấy tôi bươi ngay luôn rồi. Tôi quào vô ngay đó luôn rồi. Ờ quào nó luôn là mệt mỏi rồi. Tôi quào cái đó luôn, tao kêu ông ra ông ngoài kêu trừ cũng bao. Trừ 13. Quá cái giò tao còn rung. Con này chắc là 1,5 kg á. Không thấy ta. Lại anh giờ dọn. Này rắn hầu sáp, rắn độc. Nó bự như cái vỏ xe đúng luôn á. Giang nó dọn giống giống mà anh chưa kịp la, đợi em la là nó bươi lên rồi á. Ông mới tụi mới bươi đây. Nằm ngay bọng luôn ha. Hãy coi đi, bọng ngay tụi bươi ngay đó. Chỗ này nè, ngay này là cái bọng nè. Vô đó ông hút ngay đó luôn rồi. Xíu nữa quờ đúng rồi. Cái tám nó cộng lá sao tôi không thấy nó ta? Ký 32. Mày chứ tao thấy thằng Tâm nó bươi bươi tao mà không kêu tôi ra tôi bươi vào cái đó nghe chốc luôn rồi tôi chụp ngay luôn bộ. Nó còn có 1 cộng 2 cộng lá mà tôi bươi không thấy ta. Ừ. Tôi cũng dầm không thấy nữa. Tâm kêu nó quà bảo coi coi chạy đâu. Ra nó phải buộc phải trốn mấy chỗ này. Mà mới đi ra cái giảm cho nó thấy đúng là cái da nó mới lột luôn, mới cáo luôn á. Nay hơi lâu lâu rồi. Tháng mấy vậy chú? Tháng mấy chưa? Tháng này đó. Dạ. Còn đó. Đây nè, hết rồi. Đang ở đây đặc biệt cái chỗ này nè, cái nền nó thấp, nó không có cái hang. Rồi ở xung quanh là những cái gò thanh long là cũng thấp luôn, cũng không có hang luôn. Và mấy bên trên này cũng vậy, mấy bên dưới cũng vậy, ruộng thanh long không à. Cho nên buộc mấy con rắn nếu mà nó xuất hiện ở đây là nó không có ở hang được, không có hang để nó ở. Nó chỉ ở vô những cái bọng, những cái hốc, những cái đống trà rồi vậy nè. Dạ. Hai cá rồi. Ủa, nó ráo bự vậy à. Vô đây nó rình chỗ ở đây rồi bây giờ không thấy chỗ hết rồi. Tao không dám vô đâu mà. Tao thấy tao làm trò này. Làm cái đất bỏng hết rồi tao đưa lên mà tao thấy. Vô đó chụp ngon rồi. Tao rồi. Tao đứng sát bên đó luôn á. Đang bươi ngay nó luôn mà không thấy nó nằm dưới mà. Mà anh la lên tưởng nằm nó con chuối. Tao thấy nó tới ngay cái vỏ nó ra cái chỗ đang tươi. Tao không la là nó chụp nó bươi nữa rồi. Qua kia quào thêm đống nữa, bắt thêm con nữa đi. Chưa cò ở vô phòng nữa sao. Bắt cho hết. Ờ nó đang nằm đó. Mà mày liệu nó lấy này. Quá chạy không kịp. Mấy cái đống này không có giữ bằng mấy đống đằng đó. Ừ. Đống ngay gốc. Dạ. Giờ ai còn máu mặt thì nhào vô. Ai không mệt thấy rắn là không thở. Má mà nó bự mà nó nằm lấp dưới vậy mà không thấy ta. Có với lại nó đèn đèn theo cái tàu lá dừa nè mình cũng ấy nữa. Cái mùa đeo cặp nó mới ở cặp lần chút. Còn không thì nó chỉ ở lẻ thôi. Nhưng mà chắc có ai còn con nữa không? Đâu có, hên xui rồi.
chứ đâu buộc nó phải có một cặp đâu. Có gài bữa nào chưa? Không vô. Không vô hả? Gài văn mồm dữ luôn mà còn không được mà. Gài cóc với chuột mà không vô. Cóc mà không chơi cóc trái biết nào vô. Phải để chị cóc ngàn luôn. Làm phải đặt đi mua 70-65 ngàn đấy chứ. Ở đây cũng có cái mộng nữa đó. Nó nằm đây bỏ thì mộng nào không ghê hả? Vậy cái có khác vô đi xí rồi. Không có vô. Nguyên một binh đó, một binh con này nè. Cái giá rồi bây. Đây nè, đây. Chơi đi, chị chơi. Công kịch. Công tái gì gì. Gì chục cái lon lon bia để đó ra đó ạ. Làm luôn chứ. Phật liền rồi sung liền chứ sao mà không có nể nản. Thì có số người sung mà có số người máu mặt không còn á. Nãy mà nó nhảy ra nó cò cái nữa kèn nhờ mới lên. Chưa có cò chứ hùng má. Hên tao nó kêu à, ông đi ra ngoài ông coi ngoài này mới đi ra vào cái dính liền. Hùng lên một cái nãy giờ chạy đầu tới đầu trên rồi. Nè, nãy nãy nằm còn ít hơn vậy nè. Dán còn có lớp lá mỏng lét à. Tôi thấy nó nhút nhút nhút. Nãy gặp bươi cái nữa là anh tróc lên luôn á. Hốt quào nó ra luôn á chứ ở trên tróc. Anh la được hết hồn nên đang không chú. Phải ông đừng kêu tôi đi ra ngoài kia tôi canh rồi tôi hốt dục nó ra rồi. Cái gì đó. Mà biết dục ai đi ra, dục ông ra ra cấp cứu á. Dạ. Mình nở rồi ha. Ổn rồi. Qua bên kia thì dầm 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 dầm. Lúc này mùa mưa bắt rắn hơi bị lạ rồi. Trời ơi, mất rồi. Thấy bãi cất mới ỉa đi dành 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 đống cỏ, dầm dầm đống cỏ đạp vứt còn hả? Nếu mà hổ hành hổ ngựa hổ dện á nó mới tuôn ra này, còn hổ sáp là nó không nó miết rộng luôn chứ nó không tuôn ra nè có da lột đây nè hồi mới vô ấy chứ còn sau này mình mặc vừa không thấy nó nữa. Mới vừa hổ vừa đây thì phải đây ngay chỗ đó luôn chứ nhớ kêu qua chỗ kia canh. Đó thì đều để cho nó quên ra đây không thấy là cắt ngàn với ba ngày cho tự bị chứ nó ký ba nó tự bị rồi mình đóng đây nè ba cái đuôi á cái đuôi vậy chưa hết á cái đuôi nào đó vậy cái đuôi nữa. Có nó nhảy nó cũng kiếm đường nó tuôn rồi. Vậy đi chờ con hàng nào coi chưa có cái hàng nào nó kích với không? Phải cái đống hồi nãy mình để sau cùng mình hãy dạch. Đâu có tiền xuống dưới dập thấy ngon, có dấu này ngon quá ngon. Không có ý nói vậy đó, đặng cho có người phụ. Chứ dạch bắt được rồi. Rồi giờ bây giờ không ai dám phụ, không ai phụ nữa đâu á. Mới vô thấy khí thế. Rồi xong hết chưa? Còn đống nào nữa không? Hết rồi. Đây đánh rồi. Tiếp tục lên đó. Không, đầu trên có. Chú ông nói gom xuống đây hết rồi. Có con rắn này không khỏe mà rắn hầu chỗ trống nó thay mới là ngủ. Dạ. Chuyện nãy nó thay da mà nó nằm chỗ trống nó mới thay ha. Chắc có thể nó nằm ở đây rồi nên trường tới đó mới lột được. Nó trường khi nào mà nó trường ra nó vùi khi nào mà tróc da ra. Chỗ nào tróc thì nó chà nó chà sát chừng nào mà da nó lớp da nó dướng lại nó tróc ra. Nó mới lột được. Rồi xong chưa? Đi trở về. Ờ
Không. Đi về về kiếm thịt bên nhà đi ha, đi đâu. Cho em nói đó. Cho chi ngang lộ luôn á. Đi. Đi. Bây giờ anh Hùng anh dẫn tụi mình đi một điểm nữa. Còn điểm này thì tìm hết rồi. Chỉ phát hiện những cái đống trà. Rồi dạch ra các đống trà thì bắt được một con hột sáp nặng 1,3 kg. Có phát hiện một con hổ hành nữa. Anh Gia anh phát hiện trước mình chưa có bấm máy kịp nhưng mà nó tẩu thoát liền, hay quá. Hổ hành nó hay lắm. Nó động động là nó giọt ra, còn hổ sáp nó động nó không có giọt. Mình nó miết, nó khoanh lại nó thủ. Cho nên mình mới dễ bắt nó hơn. Còn mấy các loại như hổ hành, hổ ngựa, hổ dọn, mình dạch vậy là không có người canh là nó tẩu ra liền, hay lắm. Qua cái co này là tới cái co nữa là nhà anh phải không? Chưa. Ừ đúng rồi, thì giờ đi lên. Thì qua co này tới co nữa. Mới dính là thầy ơi. Mới dính còn ký bà. Vậy hả? Em còn lui luôn. Nãy giờ bằng cái đập đi đập tập thể dục hả? Ờ tập thể dục. Sao tập trễ vậy? Thì thấy nay mát mát chạy vòng vòng chơi nè. Nãy giờ ruộng cái đống dừa đó đó, đống dừa của năm bảnh. Bữa Dương Nam ông đi kia cắt cỏ bằng cỏ không thấy gì, nó điện cho nó lên. Bỏ không bỏ cỡ rồi bỏ cột 5 mét như này đâu rồi. Đây đang nói chuyện. Rồi tới chừng mà ai kêu đó rồi mới dòm lại thấy thấy Hoàng chạy sau nè, mới Hoàng chạy muốn chết chạy teo. Lên đây chỉ đến điểm thôi chứ rải rải ngoài mình đến đây rồi. Đi giờ đi về bản à? Đi. Về anh phải không? Đại quốc của chạy vòng đi lát ghé thầy. Dạ thầy ổng đi đường này về nhà ổng luôn đó chứ đâu. Dạ. Thầy hình như có gặp mình một hai lần rồi. Thầy giáo biết dạy tiểu học hay trung học rồi. Có gặp mình hôm rồi lên nhà anh Hùng đó. Thầy có gặp. Hôm nay thầy thấy mình đi vào đường, thầy chạy theo thầy hỏi. Về hú rồi. Mà thầy xem tụi mình qua YouTube á, nên thầy mới biết. Bởi vì mình phải cảm ơn cái công việc của mình nhiều lắm á. Kết nối được nhiều người, quen biết được nhiều người. Đi tới khu vực nào cũng có người biết hết. Chỗ này gần bên nhà anh Hùng có phát hiện một lớp da lột, cho nên mấy anh em mình tìm kiếm chỗ này luôn. Con ta sao mình vô thoải mái vậy? Này da rắn ráo. Hồi đó cũng có một con rắn ghê gớm lắm, không ai bắt được nó ra rồi, giết vợ biết còn, nó đi đâu mất. Sao là nó ghê gớm? Hồi đó nó con rắn lớn, nhiều người thấy lắm. Đầu qua nó đụng luôn, nó quăng nó đi trong tâm là. Ủa, có con mã cổ dữ vậy? Mã cổ. Nó đó. Cái này bốn người vật vật nhỉ.
Mấy cái rong này người ta chơi cá cảnh rồi nó săn tìm cái bonsai đó, để săn ta tìm nó dữ lắm nè. Ta mua á, mua từ từng miếng vậy ta gắn vô cái chỗ ta chơi bonsai á, cái chậu cây cảnh. Càng cua cánh vàng cánh vàng. Nè. Ừ. Quá trời càng cua luôn. Mình thấy đâu có cái càng đâu ta mà ta gọi nó càng cua. Càng cua một tùm lum mà. Không có dấu hả? Bên kia hả ông ơi? Đây thêm con nữa nè. Tại đây có thấy cái lỗ da lột. Rồi anh bắt chi anh nhanh? Bắt gà? Ở đâu vậy? À bắt cho lên phim chơi hả? Vàng vàng quá hả? Ừ. Hắn giật nó đôi vô. Có hành con nhỏ xíu à. Này nuôi lên không? Thả vô đem. Nuôi cho ăn cực luôn. Em thả trời vô. Trời nhái cốc từng anh cho ăn lần hai lần với nhiêu đâu. Rồi để cho nó sống tự nhiên cho nó. Vậy thả đi. Vậy thả đống gạch kìa bánh kìa. Rồi cho nó vô cho nó sống tự nhiên. Cho nó tự nhiên đi. Thả đi thả đi. Để cho nó về tự nhiên đi. Là hành tới cái đâu bự. Hành bự. Hai món rồi đó, thứ rồi tiếp món nữa đây. Trời ơi, nhà anh Hùng nè, trồng bông quá trời luôn. Có cái lụ. Chắc trái còn nhỏ, có trái này hơi chín nè. Sao nó nhỏ trái quá ta? Cái gì cái trà hả? Cái này khô mắm được chưa? Này chừng ký cái máy gì? Chưa được đâu. Bơm nước lên này nhóc luôn ta. Chị đầy dữ vậy. Cái đáy mưa nó không có sâu. Bắt con này là chắc cua nè. Chưa kỳ đãi anh em ta đãi dịch mà giờ dịch thả dưới mương vậy sao bác. Lỡ rồi kìa, lỡ rồi kìa. Nó bắt hai con này là lẻ chết nè. Anh nó vô đây tụi bay bắt được ăn không được thôi ạ. Hai con đi mới đủ chứ đậu quân đông rồi chơi hai con luôn đi. Thấy cái lồng gà ốp mập dễ bắt mập. Hàng hàng rồi. Ủa vô vô. Trống luôn à. Có con lông ngắn chừa lại còn bắt hai con. Rồi xong. Ê bắt con bự á, bắt con bự á. Thả con nhỏ lại. Này mập nè. Rồi. Biết con nào mập chơi à. Mập ơi, trời con câu bớp cũng vô luôn à. Rồi thì chơi. Vô. Con mập không? Rồi được rồi. Cạn rồi à. Rồi sao kéo lên? Cũng
Dướng rồi. Quá trời cà phê luôn. Cà phê ngoài sông nè. Này ngoài sông chứ không phải trong địa anh Hùng. Nổi loạn luôn á. Đó, có dính đó. Đó. Còn dính bộn bộn nè. Trời ơi, cả đống luôn, đủ nồi kho luôn ở đó. Chi giòn. Tại nó hơi sâu cái chài này, mình chài xuống nó... Không, trên tại bị chạ. Nó gồm này đây dữ lắm. Nước nó này đây nó gồm nó chạy rần rần. Lấy không đi nhiêu đây lại đây rồi nè. Mình để chạy cái nữa. Một bồn bồn đó. Con cá sặc nữa kìa. Có khi nó đúc đà khảm nó nói là coi như nó nổi. Nó nổi là coi như nó nổi từ trên dốc, từ trên cống nó dài xuống đây này, nó nổi nó mày muốn mút nước là phải dẹt cá ra. Kìa nó nổi, giờ nó nổi nữa đó. Nó dữ lắm luôn mà hồi đó nó nhỏ nhỏ chứ không phải nó bự gì. Mà hôm nay nước xả ra nó vô đi ra đi đó. Đó nó nổi đó. Nó lư luôn kìa. Khủng khiếp luôn. Đâu mà nó bu ra dữ ta. Đồng lúc nó kinh nó mới móc nè, nó đẻ hay gì vậy. Dữ dằn. Cái kia mà lấy 12 cái ngục mà đặt đây này thôi là bảo đảm luôn mày á, là mình đặt. Thôi mày dám mà đè gãy cái cây con mua đưa tao luôn hay không vậy? Không mày à, đâu có tới đâu cái nè, cái cây này nè. Không em đâu có đi không có hoài mà chơi chứ đâu gì thôi gì nó mua tiêu chuyền mà đâu mà. Hoài lớn nó gồm mày nữa kìa. Sâu quá, cái chài mình nó chìm. Đâu, ta bị chà, dây, vụ gì, rắn nè. Không này, chài thưa mà. Được chục con không? Phèn rải nữa mới đủ ăn rồi. Vô nhà anh Hùng không phá, anh Hùng mà đi phá ngoài sông. Ta rải trong cái đây nè. Cái giống này một cá là mình ngồi mình gỡ tới chịu luôn á. Thôi thôi thôi. Đây nè. Thôi. Bây giờ mình chạy kéo quá. Chạy kéo rồi chạy mấy cái đường này giúp có phi. Mấy cái có phi để nở mấy cái đường này nè. Nó đó là đường lội nữa đó. Ủa mà lả lội rồi còn thở lội. Chạy mà dính được cái lóc là hay á. Ôi ơi, dính cá lóc đã. Trời ơi, ngon lành luôn.
chắc 200 gram cá lóc á. Hay ta, trời ơi cái đầu dài dờ có trứng gì vậy. Lời rải chỗ nãy anh Giang, nó nổi đầu nhiều lắm. Cà phê chiên chấm mắm me. Con cá lóc nè, kho luôn đi. Kho quéo, kho hành. Coi cá phi nổi nè. Rồi, mình lại cái nó hộp xuống đó rồi. Dục đại ra đó đó anh em. Sau bùi chuối đó đó. Dục dây luôn á. Dục dây luôn. Ừ. Trời, gió nó bê ngược lại. Rồi, Trung Quốc. Không có một con. Thôi vô đủ ăn rồi. Đủ rồi, đủ kho rồi. Anh em mình nay được anh Hùng điện lên đây thì đi bắt được rắn giúp người ta, xong rồi ghé nhà anh Hùng chơi. Chắc anh em mình phá tới đây thôi chứ không còn đoạn sau nữa mà mình không bấm máy. Nhiều khi mấy anh em có uống rượu vô rồi lớn tiếng rồi mất công đó. Thôi giờ anh em mình tới đây thôi. Tạm biệt cả nhà, hẹn gặp lại. Tạm biệt cái nhà. Cuối cùng thì mình có để một số video ở trên góc trái bên trên màn hình để cả nhà click vào xem thêm. Còn góc dưới bên phải là để cả nhà click vào đăng ký ủng hộ cho nhóm. Cảm ơn cả nhà đã xem.